Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Lư Hương Đức Thánh Trần, liệu chính quyền có đủ khôn ngoan hay không? Liệu chính quyền có đủ khôn ngoan để trả lại Lư Hương cho Đức Thánh Trần hay không? Đây vẫn là một dấu hỏi rất lớn. Tác giả Hoàng Thành có bài bình luận về điều nghi vấn này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Một tuần nữa là đến rằm tháng Giêng, 10 ngày nữa là đến 17 tháng 2. Ý đồ của Trung Quốc rất thâm thúy và nguy hiểm. Chính quyền nên biết nghĩ xa hơn. Ai trong số chính phủ hay bộ chính trị hiện nay muốn đóng đinh tên tuổi mình và dòng tộc của mình vào lịch sử như là những thằng phá đàn Nam Giao? Nhân ngày rằm, nhân ngày 17 tháng 2, hãy trả lại Lư Hương trước tượng Trần Hưng Đạo ngay vào đúng vị trí ban đầu. Đây là hình ảnh công trình tôn tạo tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh sắp hoàn thành, trong khi trước đó 3 năm, Lư Hương đặt trước tượng đã bị chính quyền vô cớ cẩu mang về đền thờ của ông trên đường Võ Thị Sáu, mặc dù ở đó đã có Lư Hương từ bao đời nay. Hãy đừng để cho các bộ phận thờ địch, thân địch kết hợp được với địch để chống lại các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch ở đây trong mắt của những kẻ thờ địch và thân địch chính là nhân dân. Trong tâm khảm của người dân Việt Nam, Trần Hưng Đạo là bậc thánh không chỉ là chiến công, 3 lần chỉ huy đánh thắng quân Nguyên, mà còn vì hàm ơn chủ trương phải khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc. Xúc phạm Đức Thánh Trần là xúc phạm vào lịch sử, xúc phạm văn hóa, đi ngược lại với lòng dân, với lẽ trời. Con cháu đời sau chỉ có những kẻ trí ngắn, lòng nông, ỷ vào chức quan mới dám ngông cuồng làm những chuyện bạo thiên nghịch địa như thế. Nhưng đời quan ngắn ngủi lắm, mà bia miệng thì ngàn năm. Đã 3 năm Lư Hương bị rời đi, 17 tháng 2 năm nay, vừa đúng 3 năm chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh cho cẩu Lư Hương đặt trước tượng Trần Hưng Đạo mang đi nơi khác với lý do rất là ất ơ, đó là để ngăn cản người dân thành phố tụ tập đông người. 3 năm qua, không biết bao nhiêu bài viết, phân tích và góp ý với chính quyền về quyết định sai lầm và có thể nói thẳng là rất thất nhân tâm ấy. Tượng Đức Thánh Trần ở quảng trường Lê Minh do họa sĩ Phạm Thông sinh năm 1943, mất năm 2016 tạo tác, được xây dựng từ năm 1966 cho đến năm 1967. Đây chính là tượng đài Trần Hưng Đạo đầu tiên trên cả nước. Bức tượng cao 6 mét được thiết kế theo hình tượng lưu truyền trong sử sách. Tướng quân ra trận chỉ tay xuống dòng sông, nên lời thề đanh thép rằng đánh trận lần này nếu không thắng giặc sẽ không bao giờ trở về bến sông này nữa. Thần thái của bức tượng thể hiện dáng uy vũ của một anh hùng, qua đó khí phách của cả một dân tộc. Đây là hình ảnh tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại bến Bạch Đằng, cũng được điêu khắc ra Phạm Thông thiết kế và hoàn tất vào năm 1967 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dọc theo bến Bạch Đằng còn đặt nhiều súng thần công để biểu tượng tinh thần chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh bức tượng oai phong đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ và có nhiều phiên bản được dựng lại ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Trước đây mấy tháng, vào hôm 26 tháng 9 năm 2021, ngày giỗ Đức Thánh Trần là một cơ hội vàng để chính quyền thành phố làm ngay nghi lễ tái an vị Lư Hương kết hợp với dân hương kính lễ Trần Hưng Đạo và yêu cầu cho quốc thái dân an. Nhưng dịp ấy đã qua đi trong sự phớt lờ của chính quyền. Tục ngữ có câu tháng 8 giỗ cha, để nhắc nhở ngày giỗ anh hùng Trần Hưng Đạo 20 tháng 8 âm lịch. Người được coi không những là cha mà còn là đức thánh và được nhân dân thờ phụng từ nhiều thế kỷ nay. Ấy vậy mà, theo giới phân tích, chỉ vì Thành phố Hồ Chí Minh đã lỡ hứa với Trung ương là sẽ không để xảy ra bất cứ cục bộ tình nào, nên chính quyền đã di rời Lư Hương vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Như thế là Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh đồng việc một số nhân sĩ trí thức trong những ngày tưởng niệm các biến cố của Việt Nam đối với Trung Quốc như ngày 17 tháng 2, 19 tháng 1, 14 tháng 3 đến đốt nhang để biểu tình. Do đó cho cẩu Lư Hương đi mất. Rất tiếc, chiếc Lư Hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo đã bị rời đi một cách bất kính cách đây 3 năm, đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm quân dân đánh trả cuộc xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Lư Hương bị cẩu đi vào dịp câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới 17 tháng 2 năm 2019. Đây là ảnh
câu lạc bộ Lê Hữu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội đã tổ chức tưởng niệm nhân ngày nổ ra cuộc chiến biên giới với Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Tượng đài trơ trọi nhưng vẫn nổi bật, phủ điêu khắc họa hình ảnh một đỉnh đốt trầm, một cây gươm đi cùng một cuộn văn bản xưa đang tung mở. Chỉ vậy mà thôi, không cần ghi lời, người xem có thể liên tưởng ngay đến hình tướng sĩ Áng Hùng Văn đã đi vào tâm khảm của dân tộc. Đấy là nỗi thao thức của một hào kiệt trước vận mệnh của đất nước. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Những lời cảnh báo nói trên thực tế có giá trị cho muôn đời trước họa xâm lăng rình rập. Giặc với ta là kẻ thù không đợi trời chung. Các ngươi cứ điểm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nhân dịp ấy, tác giả Phúc Tiến từng có bài Nhân dỗ Đức Thánh Trần cần đặt lại lư hương và tôn tượng tạo tượng đài Trần Hưng Đạo, được đăng trên báo Người Đô Thị hôm 17 tháng 9, cho rằng việc di rời lư hương từ tượng đài Trần Hưng Đạo đến đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu ở quận 1 là vi phạm các nguyên tắc về kính lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Nhưng rồi bài báo đã bị gỡ bỏ, cũng như bao góp ý xung quanh chuyện lư hương Đức Thánh Trần đều bị chính quyền làm ngơ. Nhâm Dần này một năm đặc biệt, nhưng Nhâm Dần năm nay lại là một năm đặc biệt nữa, thậm chí có thể nói là đặc biệt của đặc biệt. Từ trước Tết Nguyên Đán cả tuần lễ vào ngày 26 tháng 1, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về Quảng Ninh dự lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Có lẽ chưa có đời thủ tướng nào dự lễ dâng hương vào ngày 17 tháng 2. Năm nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Pò Hèn ở xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tại nơi này vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nhất là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các thành viên trong đoàn công tác và nhân dân xã Hải Sơn đã ôn lại truyền thống anh dũng bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trước đấy không lâu, vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước khi tham dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang cũng là làm lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Báo chí trong nước cho hay, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và đoàn của ông đã mặc niệm tưởng nhớ anh linh của hơn 1.700 anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang. Họ là những người thuộc 32 tỉnh thành của Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến để bảo vệ biên giới phía Bắc. Theo ngôn ngữ tường thuật trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam chia sẻ. Cũng nghe đồn rằng từ ngày di rời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần, dân Sài Gòn đã gặp rất nhiều hoạn nạn, mà khủng khiếp nhất là đại dịch Covid-19 đã bùng phát rất dữ dội tại thành phố này, đem đến cái chết cho rất nhiều người. Đây là hình ảnh bài viết trên báo Người Đô Thị vào hôm 17 tháng 9 năm 2021 yêu cầu trả lư hương về chỗ cũ. Thế là một số đồn đại lại cho rằng đấy là nghiệp lực luân báo, mà cụ thể là thánh trả thù dân Sài Gòn. Nói như thế không hiểu về nghiệp lực, đó là tự động như luật định 3 của Newton, là lực là phản lực, tạo nghiệp thì phải trả nghiệp mà không cần người ra tay. Thậm chí nói như thế là hơn hạ thấp Đức Thánh Trần. Đối với ngài, việc làm của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và đồng đảng của họ chỉ là trò trẻ con, ngài đâu thèm chấp, ngài lại càng không báo thù dân lành. Thế thì tại sao dân Sài Gòn gặp nạn lớn như thế? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất có thể là do di rời lư hương làm nhiều người lo lắng bất an, những người này lại chuyển sợ hãi bất an sang người khác, cứ thế lan rộng ra mãi. Mà lo nhất bất an thì dễ lại tai nạn, dễ mắc bệnh hơn người hạnh phúc có tâm an lạc. Các nhà tâm lý học và bác sĩ đều biết rõ điều này. Thứ hai, một số kẻ làm điều thất đức như đánh người, trộm cướp vân vân, vốn chẳng kiêng nể gì, nay thấy chính quyền làm chuyện vô đạo như thế, càng không tin gì vào thánh thần, nghiệp báo nữa lại càng được thể làm cản. Đấy chính là nghiệp lực luân báo
hoàn toàn tự động. Muốn an lòng dân thì phải mang ngay lư hương trả về chỗ cũ. Chính Đức Thánh Trần và các bậc tổ tiên, anh hùng liệt sĩ đã và đang góp nhiều sức mạnh tinh thần quý báu cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện tại và phòng chống kẻ địch xâm lược bên ngoài. Sự táng tận lương tâm của nhà cầm quyền độc tài toàn trị nhất thời có thể làm điều ô nhục là bốc rời lư hương đi chỗ khác để hòng xóa nhòa được ký ức của lịch sử. Nhưng lư hương thờ Đức Thánh Trần trong lòng mỗi người con Việt Nam là bất diệt, kẻ nào đụng vào sẽ không tránh khỏi bị hủy diệt. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án cục lãnh sự, thêm lời kể của nạn nhân phải mua vé giải cứu giá cắt cổ. Sau vụ bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng cục lãnh sự cùng 3 người của Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Nhiều người đã lên tiếng về việc mình bị ép mua vé giá cao trong thời gian đại dịch. Thông tin ban đầu vào ngày 28 tháng 1 nói đây là vụ án cục lãnh sự liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Tuy nhiên, một số người phản ánh với đài tiếng nói BBC tiếng Việt rằng ngay ở đầu dịch, những chuyến bay hồi hương đã có những tình trạng phải mua suất và những chuyến bay thuê nguyên bao phi cơ đã bị hét giá lên trời. Đây là hình ảnh hành khách về Việt Nam trên chuyến bay giải cứu khi dịch Covid bùng phát. Đối với các chuyến bay và hồi hương giải cứu, người dân phải thuộc diện ưu tiên như các trang đại sứ quán Việt Nam liệt kê là khoảng 3 nhóm đối tượng. Và những người đủ tiêu chuẩn để lên các máy bay này thường là do nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài lập danh sách từ những đơn nguyện vọng. Trả lời đài BBC tiếng Việt, ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của trang Tôi và Sứ quán, trang web thường ghi nhận các phản ánh về khúc mắc tiêu cực liên quan đến hoạt động lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho biết như sau. Trong 2 năm đại dịch vừa qua, diễn đàn của chúng tôi nhận được các lời than phiền về việc các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài gây khó khăn cho người dân. Cụ thể như việc lạm thu, hạch sách giấy tờ, tạo ra các thủ tục để gây khó khăn cho người dân. Thế nhưng cái mà gây nhức nhối nhất là những lời kêu cứu của những người Việt Nam đi lao động, đi du lịch, đi học trên khắp thế giới, không thể đăng ký mua vé trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam tổ chức. Khi viết đơn lên các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước đó không được xét duyệt để trở về nước. Bản thân tôi ngay từ tháng 4 năm 2020 đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước về việc tổ chức hỗ trợ các người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thế nhưng rất tiếc là kiến nghị, đề nghị của tôi không được lắng nghe, ông Hùng bộc bạch. Đây là hình ảnh 4 cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự gồm cả Cục trưởng, Cục phó bị khởi tố vì ăn hối lộ trong chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch với giá cắt cổ. Chuyện mua suất trên các chuyến hồi hương, việc bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự cùng 3 cán bộ của Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước là liên quan đến những chuyến bay thuê riêng trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên, trước khi có các chuyến bay thuê riêng này, công dân muốn về nước chỉ có thể đăng ký với đại sứ quán để về trên các chuyến bay hồi hương. Vì vậy, nhiều người phản ánh có khi họ phải mua giá vé chợ đen hoặc mua suất để có thể lên được các chuyến hồi hương này. Sau đó, một người phải chi trả thêm khoảng 2.000 đô la nữa. Người này cũng nói các suất trên chuyến bay hồi hương này không phải người nào cũng là mua suất mà có thể là thuộc diện xin cho từ quan hệ quen biết. Số còn lại là những người đăng ký nguyện vọng với đại sứ quán và thuộc nhóm đối tượng như nhà nước đề ra nên được lên máy bay. Từ đó, người này bình luận rằng điều này cho thấy có những thời điểm mà suất bay về nước là an nguy tính mạng thì người ta cũng sẵn sàng chi 10 đến 11.000 đô la để mua suất. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu đã được tư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như vì một cuộc chiến không một ai bị bỏ lại, một Việt Nam ngạo nghễ với năm châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam và tự hào quá Việt Nam ơi, rất nhiều khẩu hiệu được dư luận viên bấm link và chia sẻ hàng chục ngàn lần. Theo luật, cơ quan công quyền nên không được thu tiền ở nước bên ngoài ngân sách, cho nên đại sứ quán làm việc thông qua một số công ty mà họ chỉ định như chẳng ở Mỹ là công ty An Bình. Công ty này sẽ yêu cầu người dân
gửi đúng số tiền đại sứ quán yêu cầu và khi nộp đủ họ xuất vé cho mình về. Thế nên, đoạn tham nhũng là việc mua suất để có tên trong danh sách mà công ty gửi email xác nhận có quyền được trả tiền để đi về trên chuyến máy bay giải cứu. Điều này có nghĩa là ai đi theo diện này sẽ phải trả tiền hai lần. Thứ nhất là tiền mua suất để được lên chuyến bay và tiền vé. Người này phân tích như vậy. Một nhân chứng khác cung cấp các hóa đơn cho đài BBC tiếng Việt thì nói rằng vào khoảng một tháng trước khi có các chuyến bay thuê riêng này, ở Mỹ cũng bán những chuyến bay giải cứu thông qua dịch vụ. Theo đó, giá vé một chiều từ Mỹ mà lại cho các Việt Nam ở đây thông báo là 2.500 đô la Mỹ, nhưng mua qua các phòng vé thì là 5.000 đô la Mỹ. Đăng ký với sứ quán không được, mua vé ngoài gấp đôi, ông Ngọc Sơn, người đã có hơn 17 năm làm việc tại Cộng hòa Séc đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng anh về nước vào tháng 11 năm 2021 trên chuyến bay giải cứu với giá vé tới 2.000 đô la euro nhưng chưa tính tiền cách ly. Tất cả những người ở Cộng hòa Séc muốn về vào thời điểm đó đều phải qua dịch vụ chứ không đăng ký được với đại sứ quán. Họ bán đầy, quảng cáo đầy và tôi liên hệ vì có nhu cầu về. Nếu so với con số đại sứ quán thông báo thì giá hơn 2.000 euro mà tôi mua là gấp đôi. Nhưng vẫn được coi là thuộc tặng rẻ vì nhiều người đi cùng chuyến về cách ly chung với tôi nói rằng họ phải mua 2.800 đến 3.000 euro một chiều. Đây là hình ảnh trước khi bị bắt vài tháng với tội nhận hối lộ. Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch. Tất cả kiều bào ở châu Âu có thuộc diện ưu tiên hay không thì không đăng ký với đại sứ quán được, mà đều phải qua các phòng vé dịch vụ này. Ông Sơn mô tả, ông được đưa đi cách ly ở Trung đoàn 126 tỉnh Hưng Yên với giá 120.000 đồng một ngày, nhưng điều kiện sinh hoạt và ăn ở thì quá tồi tệ. Phòng ốc không đủ vệ sinh và tiêu chuẩn. Khi được hỏi về hoàn cảnh, ông Sơn chia sẻ, chuyện mua vé máy bay mang tiếng là giải cứu, nhưng phải bỏ ra số tiền gấp 2-3 lần chứ không đăng ký được với đại sứ quán. Đã là điều mà ai cũng hiểu và chấp nhận ở bên này rồi. Nhưng ai có công việc như bố mẹ ốm đau thì phải chịu cái giá đó để về, vì thời điểm đó không có cách nào khác. Dù chúng tôi có thuộc diện ưu tiên mà sứ quán thông báo trên trang thì vẫn không thể nào đăng ký được ngay nên phải chịu thôi. Nếu chờ đại sứ quán duyệt thì có khi cả mấy tháng trời mà công việc cấp bách vậy ai chờ cho được. Ông Hoàng Hùng, người đang cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra về tình trạng nâng giá máy bay đã nói như vậy với đài BBC, ông chia sẻ tiếp như sau. Các chuyến bay hồi hương có mục đích là giúp đỡ những người Việt đang bị khó khăn ở nước ngoài trở về nước. Những người Việt Nam tại nước ngoài có nhu cầu về nước, viết đơn đăng ký lên cơ quan đại diện Việt Nam. Sau đó họ sẽ xét duyệt theo mức ưu tiên. Khi được phía cơ quan đại diện chấp nhận, họ sẽ gửi email và chỉ định một phòng vé máy bay để trả tiền. Thế nhưng phần lớn là không nhận được trả lời của cơ quan đại diện Việt Nam cho phép về nước. Đây là hình ảnh, vài tháng gần đây người Việt đã bay về Việt Nam luôn chọn quá cảnh qua Campuchia bởi vì chuyến bay giải cứu giá cắt cổ. Những người có nhu cầu về nước phải thông qua các phòng vé để mua vé về Việt Nam với giá rất cao. Thông thường là khoảng 4.000 đô la Mỹ và có giai đoạn lên đến 8.000 đô la Mỹ cho chuyến bay một chiều từ Séc về Việt Nam. Phía các phòng vé sẽ lo mọi khoản giấy tờ, kể cả việc lo chạy giấy tờ trên các cơ quan đại diện Việt Nam. Còn cụ thể họ chia chác tiền như thế nào thì tôi không biết cụ thể. Từ đó, ông Hoàng Hùng đặt câu hỏi, nếu không có tham nhũng thì tại sao người dân đăng ký vé về Việt Nam không được? Thế nhưng, nộp tiền cho các phòng vé họ lại đăng ký được với các cơ quan đại diện Việt Nam. Quản trị viên của trang Tôi và Sứ quán cũng thông tin thêm như sau. Việc bắt giữ 4 đối tượng ở Cục lãnh sự là quá chậm, nhưng chậm còn hơn không. Vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, được nhiều người nói tới, các đơn thư, các đề nghị, kiến nghị v.v. được gửi cho các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Nhưng không ai giải quyết. Ngay cả chỉ đến tận bây giờ, nhiều lá đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ án cũng không biết gửi qua địa chỉ email nào của phía cơ quan điều tra.